Quốc Bảo sẽ được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, ở mỗi tập của chương trình thì không thể nào thiếu được sự góp mặt của những nhân vật khách mời, phải không ạ? À? Xin được giới thiệu Tiến sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào Quốc Bảo, xin chào các khán giả của chương trình. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả đến với phần bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Virus bí ẩn gây viêm gan dẫn đến tử vong đã xuất hiện tại Đông Nam Á. Theo hãng tin Bloomberg, ngày 2 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Indonesia đưa ra thông báo cho biết 3 bệnh nhi đã nhập viện và qua đời ở thủ đô Jakarta, nâng tổng số ca tử vong toàn cầu liên quan đến viêm gan cấp tính do virus bí ẩn lên 4 ca. Đồng thời cũng cho biết thêm, những đứa trẻ nói trên đã nhập viện với các triệu chứng điển hình của viêm gan cấp tính, bao gồm buồn nôn, nôn, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay đã có một trẻ khác tử vong vì căn bệnh này và hơn 10 trẻ phải ghép gan, nhưng không nói rõ các ca bệnh nặng đến từ những đất nước nào. Cũng cần lưu ý thêm, trước Indonesia, Singapore cũng ghi nhận một ca viêm gan cấp tính bị nghi là do virus bí ẩn này gây ra ở bệnh nhi mới 10 tháng tuổi. Các nước châu Âu, Mỹ, Canada và Nhật Bản cũng ghi nhận nhiều ca tương tự, trong đó số ca ở Anh vẫn chiếm đa số. Điều đáng nói là, tuy các trường hợp kể trên có đầy đủ biểu hiện lâm sàng của một ca viêm gan, nhưng kết quả cho thấy bệnh không gây ra bởi các virus gây viêm gan đã biết như A, B, C, D hoặc E. Khi nào cần bổ sung omega cho trẻ? Theo một số bằng chứng đã được các nhà khoa học nghiên cứu và công bố, omega rất quan trọng cho trẻ ngay từ khi sinh ra, thậm chí là ngay trước khi sinh. Cụ thể, đối với sự phát triển nhận thức, trẻ sơ sinh được sử dụng sản phẩm dầu omega đã cải thiện được khả năng phối hợp tay, mắt, khả năng tập trung chú ý, các kỹ năng xã hội và điểm số thông minh. Các nghiên cứu cho thấy, omega giúp xây dựng cấu trúc và chức năng não bộ, giúp não tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ, đánh giá. Omega tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cấu trúc, nhận thức và kỹ năng của não bộ. Đối với sự tăng trưởng, có một số bằng chứng cho thấy khi omega được bổ sung đầy đủ sẽ đem lại lợi ích cho sự tăng trưởng thể chất. Ngoài ra, omega rất quan trọng để nuôi dưỡng một đôi mắt sáng khỏe, đồng thời bảo vệ tim mạch cho bé. Omega còn giúp bé tăng sự tập trung chú ý, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và cũng giúp bé phòng ngừa mỡ máu ở những trẻ béo phì. Ngoài ra, một vài nghiên cứu nhỏ quan sát việc bổ sung omega ở những đứa trẻ bị tăng động giảm chú ý cho thấy nồng độ omega thấp hơn những đứa trẻ khác, đồng thời cũng chỉ ra rằng việc bổ sung omega đúng thời điểm có thể cải thiện được hành vi, giảm được sự tăng động và củng cố được khả năng chú ý ở trẻ dưới 12 tuổi. Ngoài ra, có thể nói giai đoạn trẻ từ 0 đến 5 tuổi chính là thời điểm vàng. Các bậc phụ huynh cần bổ sung omega để trẻ có thể phát triển tối ưu trí não. Hiện nay, omega có hai nguồn là omega từ động vật và thực vật. Omega thực vật có ưu điểm là không có mùi tanh, dễ hấp thu, nguồn gốc hữu cơ hoàn toàn sạch, không bị nhiễm kim loại nặng, hóa chất, thuốc trừ sâu, đặc biệt an toàn cho bé, nên trẻ nhỏ dễ tiếp nhận và dễ dung nạp hơn. Hiện có loại dùng được cho bé ngay từ 1 ngày tuổi. Thưa quý vị, khi một đứa trẻ chào đời, ba mẹ nào cũng mong muốn là con của mình khỏe mạnh và thông minh. Khoa học đã chứng minh là di truyền chỉ tham gia 20-40% vào trí thông minh của trẻ. Vậy, yếu tố còn lại để làm phép cộng cho trí thông minh là gì? Việc bổ sung omega nhằm phát triển trí não luôn là ưu tiên hàng đầu để cho bé thông minh sớm, phản xạ nhanh, ghi nhớ tốt. Và trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khi nào là thời điểm vàng để nên bổ sung omega cho con, để con thông minh sớm hơn và phản xạ nhanh hơn. Nếu như quý vị và các bạn còn có những thắc mắc và những câu hỏi nào cần được giải đáp thì quý vị đừng quên là chúng ta có một số tổng đài của chương trình, đó chính là 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị khán giả, xin mời bác sĩ Hậu sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay. Dạ, con chào cô.
cô. Chào con. Con dạ. Con dạ. Con mới ở bển về. Dạ con tên là Maria. À Maria. Dạ. Con kiếm ai vậy? Dạ, con kiếm con trai của cô. Dạ. Mời con, dạ, mời con. Dạ, dạ. Wow. Nhà cô đẹp quá. Cảm ơn con. Dạ. Con ở bển về mà con chưa thích nghi được cái không khí, dạ, ở đây là con bị sốc nhiệt đó. Tại cô biết sao không, ở bển lúc mà con leo lên máy bay mà nó lạnh lắm cô ơi. Ừ. Leo xuống là đâu có kịp thay đồ đâu. Rồi, dạ, ở bên nước ngoài mà nói, dạ, chi. Ủa mà cô ơi, chắc tí nữa là anh về đúng không cô? Đúng 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 đúng, dạ, đúng. Bây giờ vậy nè con, dạ, cô sẽ mua đồ ăn về, cô nấu cho con một bữa cơm Việt Nam. Trời ơi chắc là thèm cơm Việt Nam lắm rồi, dạ, đúng không? Dạ cảm ơn cô. Vậy chắc mình đợi anh về ăn luôn hả cô hả? Đúng rồi đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ tại anh có hẹn con là tới để gặp anh với bé luôn đó. Dạ. Ủa? Dạ. Là con tới chăm sóc bé của thằng anh hai ở nhà. Dạ, dạ đúng rồi. Ủa? Ủa? Vậy nãy giờ cô cứ tưởng con là bạn gái của thằng Út nhà cô. Dạ. Dạ ngã. Ồ thì ra là con là gia sư hả? Dạ con là bảo mẫu. Không giấu gì cô, con được đào tạo chuẩn quốc tế cô ạ. Dạ rồi. Các kinh nghiệm từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu gì con cũng đều biết hết. Dạ. Đó nói chung là cô cứ yên tâm về công việc của con ạ. À. Dạ. Nhà cô á, dạ, thì nói nào ngay là, dạ, vậy nè, dạ, công việc nhà đó thì con mà đến đây con làm, dạ, con không có cực miếng nào hết trơn. Ồ. Cái công việc duy nhất của con chỉ là chơi với nó thôi. Buổi sáng nó ngủ dậy mở mắt ra là phải chơi với nó, con hiểu không? Dạ. Rồi á, cái lúc nó ăn á là cũng phải vừa ăn vừa chơi với nó. Ôi. Tới lúc mà chỉ khi nào mà chuẩn bị ru nó ngủ nha, dạ, khi nào nó lật ngang thôi không nói, nó lật ngang nó ngủ trưa không nói nha, nhưng mà trước khi nó ngủ là cũng phải chơi với nó. Nói chung á là chơi từ sáng cho tới chiều, tất cả những cái trò gì đó để mà gợi cái trí thông minh của con nít là con phải chơi, và chơi một cách cực kỳ nghiêm túc. Hả? Chơi nghiêm túc nha. Thì con chơi nghiêm túc sao vui con. Nhưng mà không nghiêm túc thì nó không có ra vấn đề. Con xếp hình hoặc là con làm Rubik, ví dụ vậy là con phải chỉ cho em một cách hết sức nghiêm túc để khơi gợi cái trí sáng tạo, cái gọi là cái óc mà gọi là nhanh nhạy của em mới được. Dạ con đồng ý với cô là chơi là một cái phần quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải bổ sung omega nữa, đặc biệt là omega thực vật nha. Hình như cháu của cô là được 1 tuổi đúng không ạ? Vậy là càng quá tốt luôn nữa, càng phải nên bổ sung omega thực vật nữa, tại vì omega thực vật là nên bổ sung từ trẻ 1 ngày tuổi rồi ạ. Cái omega, trời ơi, cô biết omega là cái gì chứ con? Dạ. Vấn đề ở đây là đúng thời điểm. Dạ. Con hình dung chưa? Dạ. Nếu mà nói về thời điểm dùng omega cho cháu cô là sai. Trời ơi con ơi, không có được đâu. Trời ơi, cái tuổi này của nó chưa có đi học luôn, mà bây giờ dạng hạt vậy là nó bị hóc, không có được. Những cái này cô rất là rành, kiến thức về cái này cô hay lắm. Dạ không cô ơi, con học và con làm, con kinh nghiệm rất là nhiều năm rồi. Tâm lý phụ huynh con rành lắm luôn á. Phụ huynh lúc nào cũng muốn con em mình giống như là thành một cái thần đồng xuất chúng, phải có một cái IQ đỉnh cao. Mà bên cạnh đó phụ huynh còn muốn con là phải giúp bé nè ghi nhớ tốt, phản xạ nhanh và thông minh sớm, trí não phát triển nè. Dạ. Ủa, có chuyện gì em mẹ? Ừ. Tức dạ, là chào anh. Dạ. Cô này là cô con mướn đến nè, cô này nè. À dạ đúng rồi, đúng không? Đúng không? Dạ. Cô bảo mẫu dạ, cho nó nè. Dạ bên ý, bên ý vậy. Đó. Dạ. Mà bây giờ con phải nói với cổ á là tất cả những kiến thức để nuôi trẻ em là mẹ là một chuyện. Con hiểu không? Cho nên cổ phải hiểu rằng cái thời gian vàng để mà cho thằng cu nhà mình á uống omega là lúc nó phải đi học chứ không phải bây giờ. Dạ anh ơi, em chắc chắn với anh rằng cái thời điểm vàng để bổ sung omega thực vật tốt nhất cho trẻ là từ lúc mới đẻ ra. Trời tôi tức dạ, quá mà nó mưa lớn mà nó uống nó hóc một cái nó không biết làm sao mà nói. Trời ơi, sao? Nó uống cái viên đó nó bị hóc. Thôi mọi người đừng nữa mọi người. Sao tự nhiên mọi người gáp lực cho con vậy? Dạ, dạ, đâu có đâu con em. Con là cha nó, bây giờ con phải quyết định. Nhưng mà vấn đề thời điểm vàng con đâu có biết đâu, nếu con biết vậy con mời cổ làm chi nữa. Dạ vậy thì anh phải thuyết phục mẹ anh cưng em chứ. Không dạ, anh nghe mẹ nói cũng có cái lý của mẹ anh. Dạ. Trời ơi, này đẹp cô nuôi nó như lớn. Đẹp cô nuôi nó chứ. Ờ, dạ. Bây giờ thôi, bây giờ đơn giản nè, không ai biết hết á thì mình đi hỏi bác đi. Bác gì? Bác sĩ. Đâu bây giờ coi nghe chuyên gia bác sĩ hướng dẫn đúng không? Dạ bây giờ mình nghe nè. Ừ. Bác đâu ạ? À?
Câu hỏi đầu tiên thưa bác sĩ, các nhân vật trong tiểu phẩm của chúng ta đã có một màn tranh luận là cái thời điểm vàng nên bổ sung omega thực vật để phát triển não bộ cho các bé. Bác sĩ có thể chia sẻ cho các nhân vật của chúng ta cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được biết là thời điểm vàng để phát triển não bộ cho bé, giúp bé thông minh sớm và phản xạ nhanh, ghi nhớ tốt là khi nào ạ? Thì khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái việc là thời điểm nào là thời điểm vàng để bổ sung cái omega thì chúng ta sẽ phải lướt qua một chút về cái cấu trúc của não. Cũng như là chúng ta hiểu được cái giai đoạn vàng của phát triển não thì chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta nên bổ sung từ lúc nào. Dạ đúng rồi. Thì rõ ràng khi một em bé phát triển thì chúng ta thấy là từ những cái tế bào đầu tiên rồi sau đó phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh và được sinh ra và lớn lên thì các cơ quan phát triển trong đó có não bộ. Khi mà sinh ra đó, não bộ của em bé nặng khoảng 350 gram. Và trong năm đầu tiên đó, thì thường thường là cái não nó sẽ nặng khoảng gấp 3 lần so với cái lúc mới sinh. Nên mình thấy là trong giai đoạn bào thai và trong cái năm đầu tiên là não phát triển rất là nhanh. Nhanh và nhiều. Đúng rồi. Cho đến lúc mà em bé được 2 tuổi thì cái kích thước não nó đạt vào khoảng 80% cái kích thước não của người trưởng thành. Và cho đến khoảng 5 tuổi thì kích thước não nó sẽ vào khoảng hơn 90% so với người trưởng thành. Và người trưởng thành của mình thì bộ não nó vào khoảng 1.350 cho đến 1.400 gram. Wow. Như vậy mình thấy là cái giai đoạn mà phát triển nhanh nhất của não bộ chính là trong vòng 5 năm đầu tiên. Và trong cái giai đoạn phát triển như thế này đó, thì chúng ta phải cung cấp những cái dưỡng chất mà nó cần cho cái cấu trúc của não. Thì cấu trúc của não chúng ta thấy là 60% nó sẽ là chất béo, và trong chất béo đó thì cái chính của nó sẽ là omega 3 và omega 6 là những cái axit béo thiết yếu, tức là chúng ta phải lấy từ cái thức ăn, chứ cơ thể của mình không tự tổng hợp được cái omega 3 và omega 6. Và đặc biệt cái omega 3 nó còn có rất là nhiều những cái chức năng khác, cho nên nó sẽ liên quan đến cái việc mà em bé nó tập trung, nó xử lý các cái thông tin như thế nào, cái tốc độ dẫn truyền thần kinh của em bé nó nhanh hay không, do đó nó ảnh hưởng đến cái việc là em bé nó sẽ thông minh sớm, nó sẽ phản xạ nhanh, ghi nhớ tốt hơn ở trong những cái năm tháng đầu đời. Thế thì với cái phân tích như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái thời điểm mà để cung cấp cái omega cho em bé nó chính là trong 5 năm đầu tiên, và đặc biệt quan trọng là trong giai đoạn bào thai và những cái năm tháng khởi đầu. Chứ để trễ quá thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ đó chính là nhân vật ở trong tiểu phẩm của chúng ta nói rằng là omega thực vật có vai trò rất là quan trọng để phát triển não bộ cho bé, giúp bé phản xạ nhanh nè, rồi ghi nhớ tốt nè, rồi thông minh sớm nữa. Bác sĩ có thể chia sẻ quan điểm của mình là bác sĩ có đồng tình với cái điều này không ạ? Thì rõ ràng là tôi rất là đồng tình với lại cái việc là chúng ta sẽ cung cấp omega cho em bé, cung cấp sớm để cho cái não bộ của em bé nó có được cái cấu trúc tốt nhất cũng như là cái chức năng tốt nhất. Omega thực vật đó thì ngoài là cái omega 3, omega 6, cái DHA, EPA giống như là ở trong cái omega của động vật thì nó sẽ có thêm cái ALA, tức là một cái loại omega nữa. Nó có cái vai trò chống oxy hóa, tức là nó sẽ bảo vệ được những cái tế bào não, những tế bào võng mạc, là những cái nơi mà cái tế bào phải làm việc nhiều và rất dễ bị tổn thương. Mà mình thấy đó là rõ ràng khi mà bảo vệ được tế bào não, tế bào võng mạc thì em bé cái khả năng mà phát triển về trí não nó sẽ tốt hơn, cũng như là các cái phản xạ nó sẽ hình thành sớm, hình thành nhanh và đúng với lứa tuổi nó sẽ tốt. Thì đó chính là cái yếu tố tiên quyết để giúp cho em bé của chúng ta sẽ thông minh. Omega 3 đó nó sẽ điều hòa được cái cảm xúc của mình. Thì ở những em bé mà bị tăng động, giảm chú ý thường người ta sẽ bổ sung thêm cái omega 3 vào. Còn một cái nữa mà cũng được đề cập khá là nhiều ở trong cái vai trò bảo vệ sức khỏe của omega thực vật, đặc biệt là omega 3, thì nó sẽ giúp điều hòa được cái rối loạn lipid máu. Thì ở trẻ em đó chúng ta sẽ sử dụng những cái này để phòng ngừa được cái biến chứng tim mạch về sau. Và thêm một cái nữa, làm sao để em bé có những cái phản xạ tốt, những cái ứng phó tốt đối với môi trường, là chúng ta phải cho em bé một cái môi trường giao tiếp tốt. Thường là khoảng 3 tháng thì mình thấy là cái cảm xúc của em bé nó phát triển rất là rõ ràng, cái giao tiếp, cái nhu cầu giao tiếp rất là rõ. Còn đến lúc mà 6 tháng, 7 tháng thì chúng ta thấy lại có một cái phát triển cảm xúc khác, đó là em bé bắt đầu biết lạ. Thì lúc đó chúng ta lại phải huấn luyện theo cái kiểu để em bé nó thích nghi với những cái thay đổi ở trong môi trường. Do đó cái giao tiếp tùy theo cái lứa tuổi mà chúng ta sẽ phải điều chỉnh cho em bé. Và một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ quan trọng, cái về cái vấn đề vận động. Bởi vì khi mà em bé nó vận động đó thì nó phải tự suy nghĩ là nó phải làm cái gì. Cho nên cái thần kinh cảm giác, cái thần kinh vận động nó sẽ phối hợp để giúp cho các cái phản xạ ở trong cơ thể nó hoàn chỉnh, nó được tốt nhất.
Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Thì từ đầu đến giờ thì chúng ta nhắc rất là nhiều về omega thực vật. Tại sao omega thực vật lại là một xu hướng hiện đại và nó có ưu điểm gì mà được ưa chuộng như vậy ạ? Thứ nhất là ngoài cái DHA, EPA, giống như là trong cái omega động vật thì có thêm ALA, okay, là một cái chất mà chống oxy hóa cũng như tham gia vào các cái cấu trúc của cái tế bào não như nãy giờ chúng ta đã nói. Cái thứ hai là cái omega thực vật đó thì thường là nó sẽ có cái hàm lượng omega 6 trên omega 3 nó ở cái mức là 4 trên 1, tức là cái tỷ lệ tối ưu cần cho cái hấp thu của các cái omega này. Cái chuyện thứ ba là chúng ta thấy là cái nguồn omega từ động vật đó, thì nó đang cạn kiệt dần. Cho nên việc mà chúng ta tìm được một cái nguồn thay thế là rất là quan trọng. Và cái chuyện nữa đó là nó nói đến cái tính an toàn. Bởi vì cái omega từ thực vật đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái nuôi trồng. Trong khi thì cái nguồn từ động vật đó thì chúng ta thấy là từ những cái con cá biển đánh bắt ở cái vùng biển sâu thì nó lại bị nhiễm thủy ngân, với lại nó ô nhiễm khá là nhiều. Ngoài ra đó thì chúng ta thấy là cái omega thực vật sẽ kèm với lại cái nguồn là vitamin E tự nhiên. Thế thì cái vitamin E tự nhiên này nó cũng là một cái chất chống oxy hóa, là một cái yếu tố để nó bảo vệ cho những cái omega này nó không bị hư hỏng. Thì như vậy là omega thực vật nó sẽ có một số những cái lợi điểm so với lại cái omega động vật. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin được mời bác sĩ Hậu và tất cả quý vị khán giả sẽ quay trở lại tiểu phẩm ngày hôm nay của chúng ta để xem rằng các nhân vật đã tìm ra được giải pháp để giải quyết vấn đề của mình hay chưa nhé. Xin mời. Đó, thấy chưa? Chết. Con nói có gì sai đâu cô. Bởi vì nhiều cái là mình kiểu người ngày xưa rồi á, cái kiến thức của mẹ là nó lỗi thời rồi. Con hiểu không? Không sao đâu mẹ, coi như mình cập nhật cái mới thôi. Nhưng mà cô vẫn lo con. Ngay bây giờ cái thằng cu nhà bác á, bác sợ là nó uống nó bị hóc. Nó bị hóc. Dạ con hiểu nhưng mà bác cứ yên tâm, bác đừng lo. Là mọi vấn đề đều có cách giải quyết hết. Cái sản phẩm con nói đó là omega thực vật á, đây. Dạ đây. Đây, anh cứ xem thử ạ. Dạ, đây bác ạ. Đây là sản phẩm omega thực vật được nhập khẩu nguyên hợp từ Italy. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển trí não và nâng cao chỉ số thông minh. Bên cạnh đó còn giúp tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ, đánh giá, tăng khả năng tập trung và bắt chước nữa cô. Nhờ vậy bé sẽ thông minh, phản xạ nhanh, ghi nhớ tốt và nhanh biết nói hơn. Đây là dạng lỏng, dễ uống, không canh. Mình dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi nữa cô. Dạ. Tại vì nó là nhỏ giọt đúng không? Dạ đúng rồi cô. Hay quá. Dạ. Đây là cái bảo bối của em, cái bí quyết của em khi mà em đi làm là em thường tặng cho khách hàng ngày đầu mới đi làm để coi như là quà làm quen á. Trời ơi, đi làm mà còn tốn tiền mua quà ra mắt nữa hả? Dạ, đâu có gì đâu, quan trọng là cái niềm tin mình trao cho khách hàng thôi anh. Con bảo đảm với cô có omega thực vật là cô yên tâm khỏi lo. Hay dạ. Quá, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn con. Nếu như mà tất cả quý vị khán giả còn nhiều thắc mắc hơn nữa thì quý vị ơi, đừng quên nhé, chúng ta sẽ có một cái số điện thoại tổng đài của chương trình, đó chính là số 1800 8070, hay gọi ngay cho chúng tôi, những chuyên gia sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị ạ. Cô Bảo xin được thay mặt cho chương trình gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ tốt cho mắt, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Quốc Bảo và bác sĩ Hậu xin được gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Tới đi gặp mà anh với bé luôn đó. Dạ. Ủa? Dạ. Là con tới chăm sóc bé của thằng anh hai ở nhà. Dạ đúng rồi. Ủa? Ủa? Nãy giờ cô cứ tưởng con là bạn gái của Út nhà cô. Dạ ngã. Ồ, thì ra là con là gia sư hả?